Bạn bè thường bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi không có bạn gái. Nhưng tôi cũng từng có người con gái hẹn ước đến kiếp sau với tôi. Vì bà đó nói: muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng. Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết. Cái gì? Làm bạn gái ông hả? Tôi thà chết còn hơn. Và tôi cũng đã từng có người con gái thề cùng sống chết có nhau. Không trả nợ cho bà thề sống chết với mày.